các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 16. Một ngôi nhà có vườn đẹp, trang điểm hòn non bộ và suối chảy róc rách, dù có tuân theo luật phong thủy, vẫn không thể coi là vượng khí mà còn dần lụt bại. Chú thích: thuật địa lý là môn học thuật cổ truyền dựa trên hiểu biết về cách sắp xếp nhà cửa, ảnh hưởng của môi trường và số phận của các cá nhân và xã hội. Hết chú thích. Việc sở hữu và thích thú những cách bài trí vườn tược mô phỏng cảnh sơn thủy thật như vậy chỉ dành cho những người thuộc giới thượng lưu và giàu có. Nên khi một người dân bình thường thích học cách làm sang, kẻ đó sẽ sống xa hoa, đua đòi và y sẽ không bao giờ thành đạt. Ngay cả một gia đình khá giả mà có một khu vườn như vậy thì cũng khó bề thịnh vượng. Đôi khi nếu ân đức tổ tiên có lớn và nhà cửa thịnh vượng thì những gia đình có khu vườn như vậy có thể không lụt bại nhưng cũng không thể phát triển được. Có nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra, các bạn thử chiêm nghiệm lại xem. Sống trong ngôi nhà đó, chủ nhân bị đau yếu liên miên. Do đó, chủ nhân của khuôn vườn đẹp muốn phát triển gia cảnh, tốt hơn là nên thay vào đó bằng những nơi thờ cúng trời Phật và nên bố thí cho người nghèo. Sau đó, ngôi nhà sẽ an thịnh. Cho dù như vậy, bạn vẫn chẳng thu được gì nếu bạn thích ăn uống mặc sức và hà tiện thức ăn dâng cúng thần linh. Hãy cầu nguyện cho sự phát đạt của ngôi nhà bằng cách chia sẻ thức ăn mà bạn đã, đang và sẽ có. B. Người có tướng tốt, phát tài nhưng thích trang trí vườn hoa nhà cửa lộng lẫy sẽ không thành đạt. Nó chỉ dành cho người đẳng cấp cao. Những người thường làm như vậy sẽ bị suy tổn ân phước của trời đất và sẽ chẳng thể đạt được điều gì trong cuộc sống. Đối với nhà giàu hay có quan khách tới thăm, họ có thể bài trí một vườn hoa như vậy nhưng không phải để tự hưởng thụ. Đất là mẹ của vạn vật. Khi bạn gieo hạt, chúng sẽ nảy mầm. Nếu có vườn vừa phải, bạn nên trồng ngũ cốc và rau củ. Như vậy sẽ tích tụ được ân phước của trời đất. Năng lượng trời đất giao hòa sản sinh ra cây cối, nuôi sống con người. Khi con người trồng cây, ân đức của họ sẽ được tăng lên. Người không hiểu ân đức mà chỉ thích hưởng thụ sẽ đánh mất ân phước và không thể thành đạt. Có những người dành thời gian rỗi rãi trồng những cây ăn được mà trông đẹp như một luống hoa. Tôi đã chứng kiến tất cả những người đó đều thành đạt trong xã hội và ngôi nhà của họ thịnh vượng nhờ ân phước của trời đất. Cách sử dụng lửa để thành công. Có những kẻ tốt tướng nhưng dùng lửa không có mục đích hoặc dẫm bừa lên lửa để dập tắt lửa. Người như vậy sẽ không bao giờ thành đạt trong suốt cuộc đời và không làm chủ được bất kỳ cái gì. Lửa tượng trưng cho ban ngày. Chú thích: trong tiếng Nhật, lửa phát âm là hi, giống cách phát âm của từ ngày cũng là hi. Hết chú thích. Bất cẩn dẫm chân lên lửa cũng giống như dẫm chân lên mặt trời, vị chúa tể của vũ trụ. Lửa là nguồn sưởi nóng, ấm áp. Không có lửa dù chỉ một ngày khó mà tồn tại sự sống. Nếu lãng phí ngọn lửa sưởi ấm vạn vật, bạn sẽ không bao giờ có nhiệt tình với bất cứ cái gì và không thể làm chủ được cái gì cả. Lửa dương mang đến vận may. Nếu xử sự thiếu cẩn trọng và bừa bãi với lửa, bạn sẽ mất đi vận may. Phần lớn người ta ăn uống vô độ nên không biết tôn trọng lửa. Do vậy họ phải đối mặt với nhiều tai họa. Đó là thời của tác giả. Bây giờ phải kể thêm ga, than, điện cũng có công năng như lửa. D. Người chịu khó ăn uống nghiêm túc và tiết độ sẽ có sắc mặt tốt đẹp và thượng đế sẽ xuất hiện trong người đó. Thượng đế không xuất hiện nơi kẻ ham ăn tục uống. Ở người được thượng đế ngự sẽ luôn giữ sắc mặt ổn định, ngoại hình và dáng vẻ của anh ta không thay đổi. Còn kẻ thiếu thượng đế trong mình thì khuôn mặt luôn biến sắc. Và kẻ không khiêm tốn thì có xu hướng thay đổi dáng vẻ và ngoại hình. Vận may của y dễ biến thành vận rủi. Người nào ăn uống tiết độ, thành đạm, da rẻ săn chắc, trông rất hài hòa, xương cốt vững chãi, thật sai lầm nếu coi họ là gầy dơ xương. Tinh thần của họ rất sung mãn và mạnh mẽ, tự để chiếu ánh sáng của ngài lên ngoại hình và vẻ mặt của người đó. Còn kẻ nào ăn uống vô độ, khí sẽ bị trệ và tiểu tụy. Khi đó,
thật để không chịu ánh sáng của ngài cho y. Gan, tim, phổi của y đều bị quá tải, tỳ vị, tụy tạng và thận của y rất yếu, và cơ bắp của y mất dần dần. Đó mới là kẻ thực sự dơ xương. Nội khí bị tổn thương thể hiện ở làn da bền bệt trên toàn thân thể y. Kẻ ăn uống tiết độ có xương thịt rắn chắc, tuy hình trông hơi gầy nhưng có một nước da rắn giỏi, không hề có một chỗ nào u tối. Phương pháp này cho phép xem tướng để biết một kẻ nào đó đang đi lên hay đi xuống dốc. Bạn cần phải nhận ra sự sung mãn về khí trên làn da của một người gầy gò. Thật buồn bã biết bao khi có một cơ thể suy thoái. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha,